Xin chào mọi người ha, lại là TT1985 review đây. Thì view clip hôm nay là ngày 30 tháng 1 nha mọi người. Thì mình cũng có ra vài con điện thoại, mong rằng mọi người xem được con nào thì mọi người cứ liên hệ với TT qua cái số điện thoại mình để trên màn hình nè, 0963 595 262, và đó cũng là số Zalo của mình luôn đó. Và hôm nay thì những cái con ở trên là có cái tầm giá rất là thấp nha, mọi người có thể mua được và có thể mua trải nghiệm Zalo, Facebook, YouTube các kiểu là hơi bị ngon, mà máy cực kỳ rẻ luôn á ha. Bên mình có chế độ là ship code toàn quốc, shipper giao đến nơi, mọi người được quyền mở hộp, kiểm tra máy, test máy, ok mới thanh toán ha. Nếu mà trường hợp mọi người ở gần Thủ Dầu Một thì mọi người có thể đến cái địa chỉ của TT là ở hẻm 254 đường Thích Quảng Đức, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương. Đó, mọi người cứ đến trực tiếp nha. Ưng cây nào chọn cây đó TT cầm ra, mọi người xem máy, test máy, ok rồi mới lấy và cầm về nha. Rồi chỉ vậy thôi. Thì mọi người lưu ý, chỉ có mua điện thoại thì lưu ý là view clip thì hôm nay là ngày 30 tháng 1 thì mọi người TT mình muốn mua con điện thoại số 1 nè, video clip ngày 30 tháng 1 ha, mọi người chỉ nói vậy thôi thì mình sẽ tư vấn cho mọi người kỹ hơn đó. Hoặc mọi người cứ nói rõ là con mình muốn mua con Nokia 6.1 LED giá là 800k, ví dụ như vậy ha. Đây là con số 1 luôn nè mọi người, Nokia 6.1 LED ha. Cây này thì là màu trắng, bản RAM 4 á, bản RAM 4, bộ nhớ 64, chip Snapdragon là 636, xài được 4G, cam là 16 chấm chứ, pin thì là chỉ có 3060 thôi ha. Giá 8 xị, vỏ viền ngoại hình máy qua sử dụng thôi. Cây này thì mình đã thay một cục pin mới rồi nha, nên anh em về xài rất là ổn luôn. Màn hình thì hiển thị đẹp nè, màn hình tay thỏ hiển thị đẹp nha, tay xi hỗ trợ sạc nhanh nữa nha. Và cái dòng này thì hiện tại mình đang thanh lý chỉ có 800k một cây thôi nha, 800k cho mọi người xài. Số 1 Nokia 6.1 LED á mọi người, chip nap ngon á. Đó là con đó là chơi game nhẹ như là Free Fire hay Liên Quân vẫn còn ok á nha. Con số 2 nè là một con Vivo. Vivo i91C, RAM 2, bộ nhớ là 32, 6.22 inch HD cộng, chip là MT nha. MT 6762, pin là 4000, đang thanh lý chỉ có 7 xì một cây thôi, tặng cho mọi người một bộ sạc. Màn hình thì tập, màn hình hiển thị đẹp nha, màn hình giọt nước hiển thị đẹp. Giá đang thanh lý chỉ có 7 xì cho mọi người xài nha. Đó. Vivo i91C, RAM 2, bộ nhớ 32 ha, 700k, cây số 2. Rồi tiếp tục sẽ là cây số 3 nha mọi người. Cây số 3 sẽ là một con Vmax. Vmax Joy 3 nha. Vmax Joy 3, màn hình là 6.5 inch, RAM 3, bộ nhớ là 32. Đó, chip Snapdragon luôn nha. 632, cam là 13 chấm, pin là 5000. Tai xi hỗ trợ sạc nhanh nha, vỏ viền thì ngoại hình có phải có chày. Đó, được cái là pin 5000 mà tai xi hỗ trợ sạc nhanh nữa. Đây màn hình nè. Nha, dòng này thì màn hình cũng hiển thị đẹp, màn to hiển thị đẹp nha, màn hình giọt nước mọi người. Đó, máy thì full hết rồi, mua về làm máy phụ là ngon, chỉ có 900k thôi. Vmax Joy 3, con số 3 ha mọi người ha. Rồi tiếp tục sẽ là con số 4 nè. Số 4 sẽ là một con Samsung A10s. Ha, RAM 2, bộ nhớ là 32, 6.2 inch, chip là MT6762, cam thì là 13 chấm nha. Dòng này thì pin cũng là 4000, cũng tương đối ngon á. Vỏ viền thì ngoại hình còn đẹp nha, coi này cái vỏ viền, màn hình nè, màn hình thì cũng rất là ok luôn nha. Đây màn hình hiển thị đẹp, giọt nước nha mọi người. Đó, ha, mua về nghe gọi Zalo, Facebook, YouTube, top các kiểu là ngon nha. Cây số 4 Samsung A10s, giá là 1.1 triệu ha. Tiếp tục cho mọi người con số 5 ha. Số 5 là một con Samsung A02s. Samsung A02s, RAM 4, bộ nhớ là 64, 6.5 inch, chip Snapdragon là 450 nha. Vỏ zin thì có phải có chày nè, nhưng mà nhìn cái lưng thì nó hơi xấu nha. Mọi người lấy thì để cho mọi người 1.4 triệu thôi. Lấy thì để cho 1.4 triệu, tặng cho một ốp lưng cường lực và một bộ sạc nha. Samsung A02s nha mọi người, RAM 4, bộ nhớ 64 luôn á ha. Pin là 5000, tai xi hỗ trợ sạc nhanh nè. Con này được cái là pin 5000 cũng rất là trâu luôn. Màn hình to hiển thị đẹp nha. Cái này màn to hiển thị đẹp, màn hình giọt nước. Đó, máy full hết tất cả nha mọi người. Full chức năng. RAM 4, bộ nhớ 64, Samsung A02s. Pin 5000 nha. Pin 5000 hơi bị trâu mà được cái tai xi sạc nhanh nữa. Lưng thì hơi xấu, màu đen nè. Đó thì cái nó có nghĩa là nó hơi xấu tí xíu. Nên để lại cho mọi người giá rẻ luôn, 1.4 triệu thôi mọi người. Rồi tiếp theo ha. Tiếp theo là số 6. Số 6 là một con Oppo. Dòng này là Oppo A5 màu hồng rất là đẹp nè, thích hợp cho mấy chị em phụ nữ nhiều hơn ha. Cây màu hồng, RAM 6, bộ nhớ 128, 6.2 inch HD cộng. Dòng này là chip là Helio B35, cam là 13 chấm, pin là 4200 nha mọi người. Pin là 4230, giá có 1.3 triệu thôi. Còn đúng cây duy nhất nè, màn hình hiển thị đẹp nha. Màn full hết tất cả, màn zin men zin. Đó,
full chức năng nghe gọi Zalo, Facebook, YouTube, top top các kiểu là ngon. Vỏ viền ngoại hình đẹp nha, có 1,3 triệu thôi. Con số 6 và số 7. Số 7 là một con Oppo nữa. Cái này thì là Oppo A7 nha. Oppo A7 màn hình là 6,2 inch HD cộng, RAM 4, bộ nhớ là 64, chip Snapdragon là 450, màu vàng gold đẹp nha, cam là 13 chấm, pin cũng là 4230, đang thanh lý là 1,350 cho mọi người xài. Màn to hiển thị đẹp nè nha. Có màn thì ok hết, full hết tất cả mọi người. Zalo, Facebook, YouTube, top top các kiểu là ngon ha. Số 7 Oppo A7 nha, RAM 4, bộ nhớ 64, máy full hết nha. Giá là 1,350. Rồi số 8 nè mọi người. Số 8 thì mình có là Samsung, Samsung Galaxy A11 nha. RAM 3, bộ nhớ là 32, chip Snapdragon là 450, pin thì là 4000, tai xi hỗ trợ sạc nhanh nha. Dòng này được cái là tai xi hỗ trợ sạc nhanh luôn. Đó. Sạc nhanh ở chế độ là 15W đây nè. Đó cái chân sạc nè. Ha, sạc nhanh nha mọi người. Màn hình thì hiển thị đẹp nha. Dòng này thì màn hình hiển thị đẹp, máy zin full hết. Đó, màn hình đục lỗ luôn mọi người. Nghe gọi Zalo, Facebook, YouTube các kiểu là ngon. Vân tay đầy đủ nha, vân tay trên màn hình. Quên lộn, vân tay sau lưng nè. Đó, có vân tay đầy đủ hết. Rồi. 1,350 cho người xài nha, con số 8. Samsung A11. Rồi tiếp tục nha mọi người, con số 9 là một con VMAX nè. Ha, VMAX TA 5 nha. Dòng này là VMAX TA 5, RAM 3, bộ nhớ 32 thôi. Chip là Helio G35, cam là 13 chấm, nhưng mà đợt cái là pin rất là trâu nha. Pin 5000, sạc nhanh ở chế độ là 15W, tai xi nè, sạc nhanh luôn nha. Vỏ viền thì ngoại hình vỏ viền còn đẹp nha mọi người. Đó, cái này màn cũng ok, màn to hiển thị đẹp. Màn rất là to nha, dòng này màn to hiển thị đẹp. Đó, pin trâu. Ha, Zalo, Facebook, YouTube, top top các kiểu là ngon lành cành đào. Đó, pin trâu nha, pin tới 5000, tai xi sạc nhanh, mà hiện tại đang thanh lý chỉ có 1,2 triệu thôi nha. 1,2 triệu cho mọi người xài VMAX TA 5 nha mọi người. Và số 10 cũng là một con VMAX luôn. Và này cây này thì là VMAX Lite 4 ha. VMAX Lite 4 RAM 6 nha, RAM 6 bộ nhớ 64, chip Snapdragon là đầu 6 675, cam là 48 chấm, màn hình to nha, 6,5 inch full HD cộng, pin là 5000, sạc nhanh tới chế độ là 18W luôn, tai xi nè. Vỏ viền thì có phải có chày nha, dòng này thì máy qua sử dụng vậy thôi. Đó, nhưng mà cái được cái lưng vẫn đẹp ha. Màn hình thì màn hình đục lỗ nè, màn hình đục lỗ hiển thị đẹp. Mấy dòng này thì mọi người liên quân Free Fire vẫn còn ngon lành cành đào nha, màn to. Đó, máy này sử dụng rất là ngon, pin thì bao trâu nha mọi người. Số 10 VMAX Lite 4 giá là 1,4 triệu thôi, tai xi hỗ trợ sạc nhanh, pin 5000 lần ha. Rồi số 11 là một con Samsung A8 nè. Samsung A8 5,7 inch nha. Dòng này là màn hình của nó là Super AMOLED Full HD cộng, RAM 2, bộ nhớ là 32 thôi ha. Chip là Exynos 5430, pin thì là chỉ có 3000 thôi nha mọi người. Pin là 3050, vỏ viền vỏ zin nha. Vỏ zin ngoại hình thì cũng còn ok. Đó, cái dòng này màn rất là đẹp nha mọi người. Màn Super AMOLED thì mọi người hiểu rồi nha. Cái màn không, mình đang thanh lý chỉ có 1,1 triệu thôi. 1,1 triệu là coi như là bằng bán cái màn á. Màn bao đẹp nha. Mấy dòng này là cô chú nào mà lớn tuổi ấy, xài máy này rất là ngon ha. Nó không bị chói mắt, ra ngoài nắng đó, mình vẫn còn thấy rất là cực kỳ rõ luôn nha. Dòng AMOLED, Super AMOLED là nó vậy, nhìn rất là rõ nha. Giá thì chỉ có 1,1 triệu thôi. Số 11. Tiếp tục là số 12 là một con Samsung J7 Prime ha. RAM 3, bộ nhớ là 32, 5,5 inch, full HD cộng nha mọi người. Chip thì Exynos 7870, pin thì 3300 thôi. Cái này thì đang thanh lý chỉ có 900k ha. Vỏ viền ngoại hình đẹp nha. Dòng này thì mua về nghe gọi Zalo, Facebook, YouTube, top top các kiểu là ngon lành. Máy full tất cả chức năng nha mọi người. 900k tặng cho một bộ sạc, ốp lưng và cường lực. Rồi số 13. Số 13 là một con Nokia. Nokia C20, RAM 2, bộ nhớ là 32, 6,5 inch HD cộng, pin là 2950 á mọi người. Giá đang thanh lý chỉ có 950 thôi. Cây này cũng vậy, màn to nha. Màn to nè, cực kỳ luôn ha. Đó, màn to cực kỳ luôn. Dòng này thì liên quân không nổi đâu. Zalo, Facebook, YouTube, top top các kiểu là ngon lành cành đào. Nói chung là những cái này thì full chức năng, 950 được cái màn to nè, pin lại ổn nha. Đó, đọc báo xem phim hát karaoke cũng ngon. 950 thôi. Số 13 và số 14. Số 14 là một con Vivo V19, RAM 8, bộ nhớ 128 ha. Màn hình là 6,44 inch Super AMOLED luôn đó nha mọi người. Chip Snapdragon là 710, xài được 4G, pin là 4500 nha.
Cây này thì hiện tại đang thanh lý là 2.350.000 thôi. Vỏ viền ngoại hình đẹp hết ha. Vỏ viền thì nói chung ngoái qua sử dụng vỏ viền thì có phải có chày nha mọi người. Nhưng được cái màng zin nha, màng zin thì nó có lưu ảnh nhẹ. Nhưng mà được cái là bản RAM 8, dòng này là màn mọi người thấy cái màn AMOLED, Super AMOLED thì mọi người biết đó, cái màn nó đẹp cỡ nào rồi nha. Nhưng mà màn zin qua sử dụng lâu thì nó có bị lưu ảnh nhẹ nha mọi người, nhưng mà không đáng kể ha. Dòng này thì Liên Quân Free Fire PUBG ghi là bao ngon, 2.350.000 cho mọi người thôi. Tại si hỗ trợ sạc nhanh luôn ha. RAM 8 của những 128 á. Số 15 là một con iPhone 7 Plus 32GB, máy quốc tế. Cái này thì là ai lâu ẩn rồi mọi người. Ai lâu ẩn mắc văn ta. Đó, pin thì thay pin mới rồi, 100% ha. 7 LED, vỏ viền ngoại hình thì nó hơi xấu nha, đang thanh lý chỉ có 1.6 à. Màn hình thì hiển thị đẹp nè. Màn con này nó bị phản quang nhẹ mọi người, có một cái vệt phản quang nhẹ cái chỗ này nè. Nó không sao. Rồi bây giờ vậy đi, lấy mình để chẳng luôn 1.5 triệu thôi nha. 7 LED 32GB máy quốc tế, ai lâu ẩn mắc vân tay, pin thay mới 100%, 1.5 triệu cho mọi người xài thôi nha. 1.5 triệu mà coi 7 LED là mọi người mua về Liên Quân PUBG Free Fire là hơi bị ngon á nha. Số 15 7 LED. Rồi tiếp tục số 16 nè, một con iPhone nữa. Dòng này thì là iPhone SE đời 2020 ha. 64GB nha mọi người. Đó, máy lóc đầu phích quốc tế dùng a, cây này là máy lóc dùng SIM ghép 64GB. Đó, pin là pin thay mới rồi, vỏ viền ngoại hình đẹp hết. Chỉ cần mọi người SIM ghép thì mình đã ghép sẵn ở trong đây rồi, mọi người cứ tháo ra gạt lấy cái SIM của mình gắn vô xài bình thường thôi. Nói chung là mình đã ghép sẵn hết rồi, chỉ việc mua về gắn SIM mà nghe gọi ha. Mua tải ứng dụng thì Zalo, Facebook, YouTube, tớp các kiểu bình thường như một con máy quốc tế. Máy thì rất, dòng này thì SE đời 2020 là cấu hình ngang ngửa, là cấu hình mạnh ngang ngửa con iPhone 11 Pro Max nha. Đó, cấu hình nó mạnh ngang ngửa con iPhone 11 Pro Max ha. Đó, vỏ viền ngoại hình ok hết. Máy dòng này mọi người mua về làm máy phụ đều ngon. Giá thì bèo nhèo luôn mọi người, 2.2 triệu thôi nha. 2.2 triệu. Đó, dùng SIM ghép nha. Rồi số 17. Số 17 là 8 LED nha, iPhone 8 LED bản 64GB máy quốc tế full zin, pin là pin thay mới hết 100%. Hiện tại TV có 3 màu, màu đỏ nha mọi người, màu đỏ, màu đen, màu gold và màu trắng đây nữa nè. Đó, có 3 màu. Máy thì đẹp như nhau hết ha. Máy thì đẹp như nhau hết, mọi người thích lấy màu nào thì lấy thôi. Đó, bản quốc tế 64GB máy full zin hết ha. Đó, pin là pin thay mới. Hiện tại là đang thanh lý là 3.7 triệu một cây nha. Máy đẹp 99% cho mọi người nha mọi người. Vỏ viền ngoại hình đồ đẹp hết, màn zin men zin nha. Màn zin men zin full hết tất cả chức năng. Đó, máy ngon là người ta. Dòng này mới nhập về, máy hơi bị cứng nha mọi người, máy cực kỳ đẹp luôn á. 3.7 triệu tặng cho mọi người đầy đủ phụ kiện ha. Rồi số 17. Tiếp tục số 18 nè. 18 thì cũng là một con 8 LED nha, cũng là một con 8 LED. Cây này thì là ai lâu ẩn rồi mọi người. Cây này là ai lâu ẩn ha, nhưng mà mình đã ẩn đi rồi, mọi người có tài khoản mọi người cứ xài, đăng nhập vô xài bình thường như một con máy quốc tế thôi. Pin là pin thay mới. 8 LED 64GB thanh lý chỉ có 2.5 triệu thôi. Bao rẻ ha. Bao rẻ cho mọi người luôn, 8 LED 64GB máy quốc tế, ai lâu ẩn 2.5 triệu cho mọi người xài. Màn hình nè, mở màn zin nha, bao cho mọi người là màn zin hiển thị đẹp, 2.5 triệu có một con 8 LED về xài Liên Quân Free Fire các kiểu là ngon lành, 64GB nha. Mình đã ẩn rồi, mọi người cứ có tài khoản ai lao thì mọi người cứ đăng nhập vô xài bình thường thôi như một con máy quốc tế nha. Số 19 sẽ là một con Oppo Reno, Oppo Reno 7Z 5G, RAM 8 cộng 3, bộ nhớ 128, chip Snapdragon là 695, cam là 64, pin là 4.500, sạc nhanh ở chế độ là 33W, máy đẹp 99% nha mọi người, vỏ viền máy đẹp 99%, đang thanh lý là 3.9 triệu thôi nha. Màn hình nè, ở màn hình hiển thị bao đẹp, ok nha, máy zin full hết tất cả. Máy dòng này thì chụp hình các kiểu là ngon lạch cành đào rồi. Đó, Oppo Reno 7Z 5G ha, 3.9 triệu. Cây này là mình mới lấy về bên cầm đồ nha mọi người. Cây này hình như là còn bảo hành của app của Oppo luôn á ha, hình như còn bảo hành 3-4 tháng gì á. Tặng đầy đủ phụ kiện nha. Số 19. Rồi số 20 nè. 20 là một con Samsung Note 20 ha, Samsung Galaxy Note 20. Đó, RAM 8 bộ nhớ là 256 nha mọi người. RAM 8 bộ nhớ là 256, 6.7 inch, màn hình là Super AMOLED Full HD+. Chip là chip Exynos 990 ha.
pin là 4.000 ba, sạc nhanh đến chế độ là 25W. Cây này mình thu lại từ người dùng, vỏ viền thùy ngoại hình đã qua sử dụng thì có phải cái chày, nhưng bao cho mọi người là máy zin hết. Cây này thì đang thanh lý chỉ có 4,2 triệu, là do cái màng nè mọi người, cái màng là do người dùng họ xài nó bị cắn nhẹ cái chỗ vệt chỗ này tí xíu nè đó, mọi người nhìn kỹ mọi người sẽ thấy cái nó bị cắn ha, nó bị nứt cái màng gốc chỗ này tí xíu, gốc này tí xíu di dần qua đây một tí xíu thôi. Nói chung là mọi người mua để về xài cũng rất là ngon luôn, không ảnh hưởng gì ha, chỉ cần dán cái kính cường lực full nữa là quá ngon nè đó. Mọi người nhìn kỹ thì mọi người thấy cái chỗ nứt chỗ này nha đó, mọi người thấy không ha. Rồi bao rẻ luôn, 4,2 triệu thôi, tặng đầy đủ phụ kiện nha. Cây bút sử dụng được ngon lành gần đầu, bản 2 sim nha mọi người, bản Việt Nam bản 2 sim ha, 4,2 triệu thôi. Số 20 tiếp tục là số 21 nè. 21 sẽ là một con Oppo, Oppo Reno 9 Pro ha, dòng này là Oppo Reno 9 Pro, máy full zin đẹp còn bảo hành nha. Cây này là còn bảo hành của Oppo luôn mọi người, 4-5 tháng gì luôn đó. RAM 16, RAM 16 nha, bộ nhớ là 256 5G, chip là Dimensity 8100, mắt nhân 8, pin là 4500, sạc nhanh tới chế độ là 67W luôn, đăng thanh lý là 6,3 triệu. Máy đẹp keng nha, cây này là máy đẹp keng nguyên, còn nói chung là chưa bung chưa gì hết, nói chung là máy còn bảo hành là mọi người hiểu rồi ha. 6,3 triệu cho mọi người xài, máy cực kỳ chắc, màn hình cong nha mọi người, cây này là màn hình cong luôn ha, hơi bị đẹp đó. Máy zin full hết, máy zin full cực kỳ đẹp luôn. Rồi Oppo Reno 9 Pro, RAM 16 nha, 6,3 triệu. Số 21 và số 22 sẽ là một cây Redmi ha, Redmi K30 bản 5G, RAM 6, bộ nhớ 128, 6,67 inch, màn hình là Full HD cộng, cam là 64 chấm nha mọi người, pin là 4500, chip Snapdragon là 768, pin thì là 4500, vỏ viền ngoại hình đẹp hết, bản là này dòng này bản 5G, tay xì sạc nhanh ha. Máy dòng này thì anh em mua về chiến game các kiểu là quá ngon luôn, máy zin full nó tất cả nha, màn to hiển thị đẹp đó, full chức năng, đang thanh lý là 2,6 triệu nha, 2,6 triệu cho mọi người xài. Số 22, số 23 sẽ là một con Samsung nữa nè, dòng này là Samsung A54, Samsung A54 bản 5G, RAM 8, bộ nhớ 128, màn hình là 6,4 inch, Super AMOLED Full HD cộng nha, chip thì là Exynos 1380, cam thì là 50 chấm là mọi người, sạc nhanh ở chế độ là 25W, pin là 5000 nha, vỏ viền ngoại hình đẹp hết, màn hình thì hiển thị đẹp nè, máy full zin nha. Máy dòng này hơi bị cứng, có máy full zin hết cho mọi người, và chỉ việc xài thôi khỏi phải lăn tăn nha. Máy hơi bị chắc, con này hơi bị cứng luôn mọi người. Đó, cầm rất là hầm hố, cụm cam nhìn cũng rất là đẹp nè ha. 5,2 triệu, 5,2 triệu cho mọi người nha. Số 23. Rồi số 24 sẽ là một con Samsung, Samsung A71, RAM 8, bộ nhớ 128 là mọi người, màn hình là Super AMOLED Full HD cộng 6,7 inch ha, cam là 64 chấm, chip Snapdragon luôn nha, dòng này là chỉ được cái chip Snapdragon là 730, pin là 4500, 3,2 triệu thôi, vỏ viền ngoại hình đẹp hết nha. Mọi người thấy màu trắng đó thì mình có thể tặng cho mọi người một cái ốp lưng màu tối, ví dụ bao da nha, ốp lưng đẹp luôn, mọi người lấy tặng cho mọi người một ốp lưng đẹp luôn, 3,2 triệu thôi, ốp lưng cường lực và một bộ sạc, màn zin nha, bao cho một anh em là cây này là màn zin, nói chung là máy full zin hết, tay xì sạc nhanh, 3,2 triệu thôi, cực kỳ rẻ luôn mọi người. A71 được trước thì đi bán tầm cỡ 3,5 triệu đến 3,6 triệu, mà giờ còn có 3,2 triệu thôi, cực kỳ rẻ nha. Số 24, rồi số 25 nè, là một con Samsung nữa, dòng này là Samsung S10 bản 5G, và cây này là bản hàng nha mọi người, 6,7 inch, màn hình là Diamond AMOLED Quad HD cộng, RAM 8, bộ nhớ lên đến 256 là mọi người, RAM 8 bộ nhớ 256, chip thì là Exynos 9820, pin là 4500, 3,9 triệu thôi nha, 3,9 triệu cho mọi người xài thôi. Đó, bản hàng xài một sim nha, dòng này bản hàng xài một sim, màn hình còn cực kỳ đẹp luôn nha, không ám ố màn còn rất là đẹp luôn đó. Rồi Samsung Galaxy S10 bản 5G, màn to nha mọi người, màn to tới 6,7 inch đó, có máy full zin ha, 3,9 triệu. Số 25 và tiếp theo sẽ là số 26 ha, 26 sẽ là một con Samsung A22, Samsung A22
RAM 6, bộ nhớ 128, màn hình to 6,4 inch HD cộng, chip là Helio G80, cam là 48 chấm, pin là 5000, tai xi hỗ trợ sạc nhanh, vỏ viền ngoại hình còn đẹp nha. Hành lý cho mọi người là 2,5 triệu. 2,5 triệu nha, vỏ zin men zin màn zin, máy full hết tất cả. Màn zin hiển thị cực kỳ đẹp luôn mọi người. Ha. Đó, Samsung A22. Máy full zin hết tất cả nha, cam chụp bao nét cho mọi người. 2,5 triệu tặng đầy đủ phụ kiện. Số 27 nè. Vivo. Vivo i33s ha. Vivo i33s 6,58 inch full HD cộng. Dòng này là chip là Helio G80, cam là 50 chấm, pin là 5000, tai xi hỗ trợ sạc nhanh, vỏ vì ngoại hình đẹp hết nha. Cái này là mình bị bơm hàng nên mới trả về lại. Cái này anh em hỏi rất là nhiều luôn nè. 2,2 triệu thôi, cụm cam thấy đẹp không? Hơi bị chắc. Màn thì bao mọi người là màn zin nha. Màn zin men zin, máy full hết tất cả, màn hình hiển thị đẹp nè. Đó. Vivo i33s 2,2 triệu thôi mọi người. Số 27. Số 28 nè. 28 là một con Redmi ha. Xiaomi Redmi Note 7, RAM 6, bộ nhớ là 64, 6,3 inch, full HD cộng, chip Snapdragon đầu 6 mọi người, 660, cam là 48 chấm, pin là 5000, tai xi hỗ trợ sạc nhanh. Bao cho mọi người là màn zin men zin ha. Đó, màn zin hiển thị bao đẹp luôn nè. Dòng này thì mọi người chơi Liên Quân Free Fire vẫn còn rất là ngon nha. 1,4 triệu thôi mọi người, tai xi hỗ trợ sạc nhanh, vỏ viền ngoại hình đẹp hết. Số 28, Xiaomi Redmi Note 7 nha. Được cái là bản RAM 6 là mọi người, RAM 6, bộ nhớ 64. Số 29 nè, là một con Samsung. Samsung A31, RAM 6, bộ nhớ 128 lần. Màn hình thì là 6,4 inch, Super AMOLED Full HD cộng. Chip là MT6768MT, là chip MediaTek đó mọi người. Chip MT là chip MediaTek nha. 6768, pin là 5000 nha mọi người. Pin 5000, tai xi hỗ trợ sạc nhanh, vỏ viền ngoại hình đẹp, tai xi nè. Đó. Sạc nhanh ở chế độ là 15W, 2,2 triệu thôi. Màn zin hiển thị đẹp nha, bao cho mọi người là màn zin hiển thị đẹp, full zin hết tất cả. Đó. Samsung A31, 2,2 triệu. Tôi. Rồi tiếp theo là số 31 nè. 31 là một con Redmi, Xiaomi Redmi Note 10 nha. Xiaomi Redmi Note 10, RAM 6, bộ nhớ 128, 6,43 inch, full HD cộng, chip Snapdragon là 678, cam là 48 chấm, pin là 5000, vỏ viền ngoại hình đẹp hết. Mồ hôi thôi mọi người, cái vân tay của mình ha. Pin sạc nhanh ở chế độ là 33W luôn nè. Đó, máy thì ok ha. Đây để mình lau. Cái này là mồ hôi tay thôi mọi người, lau một cái là cái vỏ hơi bị đẹp nha. Đây cái mồ hôi tay của mình thôi. Máy thì ok hết rồi. Vỏ viền ngoại hình đẹp hết. Đang thanh lý là 2,3 triệu nha. 2,3 triệu cho mọi người xài. Máy full zin, màn hình zin hiển thị bao đẹp cho mọi người luôn. Đó. Máy dòng này thì Liên Quân Free Fire PUBG là bao đã, bao mượt á. Rồi 2,3 triệu. Số 31 nha. 32 nè. 32 sẽ là một con Oppo. Oppo A52 ha. Oppo A52, RAM 6, bộ nhớ 128, 6,5 inch, full HD cộng, cam là 12 chấm, pin là 5000 ha. Vỏ viền ngoại hình ok, tai xi sạc nhanh nữa. Đang thanh lý chỉ có 2 triệu thôi mọi người. Oppo A52 ha, đang thanh lý cho mọi người có 2 triệu màn. Màn đẹp nè. Đó, màn zin hiển thị đẹp nha. 2 triệu chẳng. Oppo A52. Tiếp tục sẽ là con số 34. 34 là một con Redmi. Xiaomi Redmi Note 9. Đó, RAM 3, bộ nhớ là 64 thôi mọi người. Vỏ zin men zin, màn zin thì có phải có chày nha. Thu lại từ người dùng nè. Màn hình to 6,53 inch full HD cộng. Chip Helio nha, Helio G85, cam là 48 chấm. Tai xi hỗ trợ sạc nhanh. Sạc nhanh đến chế độ là 18W nha, pin là 5000. Đây màn zin hiển thị đẹp nha. Đó, màn zin hiển thị đẹp, máy full hết. Ha, màn hình đục lỗ luôn. Redmi Note 9 mà thanh lý cho anh em chỉ có 1,4 triệu rồi, bao bèo ha. Số 34. Rồi số 33 là một con Samsung A50s ha. Samsung Galaxy A50s RAM 4, bộ nhớ là 64, 6,4 inch, màn hình là Super AMOLED Full HD cộng nha. Chip thì là Exynos 9610, cam là 48 chấm, pin là 5000, sạc nhanh ở chế độ là 15W, 1,8 triệu, vỏ viền ngoại hình đẹp hết, màn zin hiển thị đẹp luôn nè nha. Màn zin hiển thị cho mọi người bao đẹp, full zin hết tất cả. Samsung A50s 1,8 triệu cho mọi người xài ha.
số 33. Rồi tiếp theo số 35 nè mọi người, Vivo. Vivo Y21S màn hình to 6,5 inch, RAM 4, bộ nhớ 128 nha, cam là 50 chấm, chip là Helio G80, pin là 5000, tai xi hỗ trợ sạc nhanh, vỏ viền ngoại hình đẹp hết nè mọi người nha, vỏ viền ngoại hình hơi bị đẹp, tai xi sạc nhanh, màn nè, màn hình thì cũng hiển thị đẹp luôn. Đâu rồi? Đây. Ở màn zin hiển thị bao đẹp nha, máy full nó tất cả ha. Đó. Cụm cam nhìn cũng rất là chất lượng luôn. Vivo Y21S đang thanh lý cái giá bao bèo đó. 1.750.000, cực kỳ đã không ha. Giá quá hợp lý luôn mọi người, số 35. Tiếp tục số 36 nè. Số 36 là một con Samsung, Samsung A20S ha. Samsung A20S RAM 3, bộ nhớ là 32, 6,5 inch ha. Chip Snapdragon là 450. Pin là 4000, sạc nhanh tới chế độ là 15W nha. Sạc nhanh tới chế độ nè, tai xi nè, có hai màu cho mọi người lựa chọn nha, màu đỏ và màu xanh. Đó, đẹp như nhau thôi, tai xi sạc nhanh. Dòng này thì là RAM 3, bộ nhớ là 32, hiện tại thì đang thanh lý cho mọi người là chỉ có 1.4 triệu thôi nha. Mình để mọi người xem cây này là RAM mấy. Thì quên rồi, cây màu đỏ này là RAM, không biết là RAM 3 hay là RAM 4. Rồi, RAM 3 luôn mọi người ơi. Rồi vậy là đồng giá nha, 1.4 triệu ha, hai màu, màu đỏ và màu đỏ và màu xanh. Đó, Samsung A20s tai xi sạc nhanh nha. Dòng này được cái là tai xi sạc nhanh, vỏ viền ngoại hình đẹp, màn hình thì cũng hiển thị đẹp luôn, màn to nha mọi người. Dòng này là màn to hiển thị đẹp, đọc báo mấy cô chú nào mà lớn lớn tuổi á, mua mấy dòng này về xài hơi bị ngon ha. Số 36, Samsung A20s, giá còn 1.4 triệu thôi. Rồi, bây giờ mình TT có một cây hàng full box nè, hàng full box TT nhập về nhiều số lượng nha, nên anh em cứ mua thoải mái. Đó, Realme 7i, RAM 8, bộ nhớ 128 nha mọi người. Đó, 6,5 inch, HD cộng, chip Snapdragon là 7662 chứ, cam là 64 chấm, pin là 5000, vỏ viền ngoại hình đẹp, máy đẹp. Nói chung là này làm hàng còn hàng tồn kho lại nha mọi người, máy còn cực kỳ đẹp, vỏ viền nè, hơi bị đẹp luôn nha. Cụm cam nè, nói chung là máy đẹp 99% cho mọi người. Đó. Cây này thì hiện tại đang thanh lý chỉ có 2.650.000 thôi. Đó, mình cây này là màn hình đục lỗ luôn, TT chưa có mở nguồn, mở màn hình lên thôi nha. Đây nè. Đó. Nói chung là máy bao đẹp ha, máy đẹp 99% mọi người hiểu rồi. Đây. Máy hơi bị chắc luôn nha. Phụ kiện nè, phụ kiện là củ sạc zin theo máy nè, củ sạc dây sạc nè, zin theo máy luôn nè. Ha. Rồi. Realme 7i. RAM 8, bộ nhớ 128, máy full zin, full box luôn. Đó, tai xi sạc nhanh, pin 5000, vỏ viền ngoại hình thì đẹp 99,99% ha. Đó. Đây, màn hình đục lỗ nha mọi người. Dòng này là màn hình đục lỗ hiển thị cực kỳ đẹp luôn. Đó, thấy chưa? Máy full zin ha. Cái này thì hiện tại mình đang thanh lý thì chỉ có 2.650.000 thôi. Máy dòng này thì anh em mua về chỉ có việc xài thôi nha. Mua về chỉ có việc xài thôi. Máy thì ok hết, ngon lành cành đào. Cam kiếp chụp ngon lành, màn to hiển thị đẹp. Rồi. Dòng này thì mọi người mua về tặng cho người thân, người nhà cũng rất là hợp lý luôn. Tại vì cái này là được cái là hàng full box, full hộp ha. Nhìn rất là sang luôn. 2.650.000. Realme 7i. Rồi, video clip đến đây là hết rồi mọi người. Thì mong rằng mọi người xem được con nào thì mọi người cứ liên hệ với TT qua số điện thoại phía trên đây nha, 0963 595 262 ha. Xem cho TT một đăng ký kênh, một like và một chia sẻ luôn nha. Rồi, bye bye tất cả mọi người ha.